Xin chào, trong video này mình sẽ chia sẻ về cách suy nghĩ của YouTube. Hiểu được vấn đề này, mình tin rằng kênh YouTube của các bạn sẽ phát triển hơn. Đúng với câu biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Cơ mà nói vậy thôi, chứ chúng ta nên xem YouTube là một người bạn, chứ không phải là một kẻ địch. Vậy thì YouTube suy nghĩ như thế nào? Nếu đăng một video, có nhiều bạn sẽ cố nghĩ cho video của mình một cái tiêu đề thật là hot, thật lôi cuốn và thậm chí là giật gân, khiến khán giả bắt buộc phải click vào xem. Thế nhưng, cách làm đó sẽ dẫn đến một lỗi rất nghiêm trọng. Đấy là khi người xem click vào, nhưng xem một đoạn thì không thấy liên quan đến tiêu đề, họ sẽ cảm thấy bị lừa gạt và thoát ra không xem nữa. Việc thoát ra giữa chừng hoặc ở phần đầu video khiến cho YouTube nghĩ rằng nội dung video của bạn không hay hoặc có vấn đề. Kết hợp với việc tỷ lệ click cao khi video được đề xuất sẽ giúp cho YouTube kết luận rằng video câu like và bóp lượt hiển thị của video đó. Nếu càng nhiều video bị YouTube kết luận tiêu cực như vậy thì kênh của bạn sẽ bị YouTube xem là kênh có tiêu đề câu view không trung thực. Như vậy dù có muốn câu view đến đâu thì tiêu đề và nội dung của bạn vẫn phải thống nhất với nhau. Tiếp theo là về thumbnail, tức là cái hình đại diện cho video, thì cũng gần tương tự như tiêu đề. Các bạn sẽ phải cố gắng thiết kế một cái thumbnail thật đẹp và cuốn hút. Nhưng nếu không thống nhất với nội dung, người xem click vào và thấy bị lừa rồi thoát ra thì đó lại là một thất bại của bạn. Và vi phạm nhiều lần thì kênh còn có thể bị mất đề xuất, thậm chí là tắt kiếm tiền. Về mô tả video, đây là phần quan trọng và cơ bản. Có nhiều bạn bỏ qua, nhiều bạn lại cố tình chèn thật nhiều từ khóa vào đây, thì cả hai cách đều không tốt. Thứ nhất là mô tả video cho phép YouTube hiểu hơn về nội dung trong video. YouTube cũng sẽ lấy phần mô tả để đánh giá xem video có thật sự liên quan đến chủ đề mà người dùng đang tìm kiếm hay không. Ví dụ, nếu video của bạn nói về mắm tôm nhưng bạn không viết mô tả thì YouTube sẽ đánh giá video của bạn ít liên quan đến mắm tôm hơn là những video cũng làm về mắm tôm mà có nhắc lại ở phần mô tả. Thậm chí thumbnail và tiêu đề cũng có thì lại càng chuẩn hơn. Khi được đánh giá cao thì người dùng tìm kiếm sẽ hiển thị lên đầu và đề xuất ở video liên quan. Hiểu được tầm quan trọng, có nhiều bạn chịu khó viết mô tả nhưng lại viết quá tham lam, chèn nhiều từ khóa vào phần mô tả một cách gượng ép. YouTube rất thông minh, viết tự nhiên hay cố tình spam từ khóa, YouTube có thể nhận ra. Và đương nhiên, cố tình đánh lừa YouTube thì đó là những hành động mà YouTube chẳng hề ưa thích, thậm chí là căm ghét. Còn về gắn thẻ hay thẻ tag thì đây là phần quan trọng nhất trong việc tìm kiếm và đề xuất nội dung liên quan. YouTube dựa vào thẻ tag để hiểu được nội dung chính của video. Vì thế không điền thẻ tag vào video thì bạn đã bỏ lỡ một cơ hội để YouTube hiểu về video của mình. Mà khi không hiểu rõ nội dung của bạn thì YouTube sẽ không đề xuất mạnh nội dung này cho người xem đang tìm kiếm chủ đề đó. Nhưng cũng không được spam. Rất nhiều người chọn từ khó hot, ví dụ như Ngọc Trinh 1977 NTN để chèn vào video dù video của bạn nói về mắm tôm. Thực sự thì điều đó không những không có lợi mà còn bị YouTube cho rằng bạn đang cố tình spam thẻ tag do không liên quan. Rõ ràng đây là hành vi đánh lừa, gian dối mà YouTube cực kỳ ghét. Thế nên chèn thẻ tag vớ vẩn, tùm lum thì không những làm kênh bạn mất đề xuất mà thậm chí còn có thể bị tắt kiếm tiền. Để đề xuất được mạnh nhất, bạn chỉ nên chọn những từ khóa thật sự liên quan, cũng không nhất thiết phải có nhiều từ khóa. Nếu chỉ có một từ khóa là mắm tôm trùng với mô tả và tiêu đề thì YouTube sẽ khẳng định nội dung là mắm tôm. Còn hai thẻ tag, một cái mắm tôm với một cái là nước hoa thì sẽ làm YouTube bị rối, không hiểu chủ đề video là gì mà lại có mắm tôm liên quan đến nước hoa. Điều đó sẽ không tốt cho việc SEO video của bạn. Và phần quan trọng nhất vẫn là nội dung. Nếu nội dung của bạn dở, người xem sẽ bấm vào và thoát ra ở phần đầu video. Nếu muốn biết video của bạn có hay hay không thì hãy xem ở phần thời lượng xem. Nếu nó dưới 50 phút thì khả năng là video của bạn chưa được hay lắm vì chỉ giữ chân chưa được một nửa số khán giả. YouTube cũng dựa vào đây để đánh giá video của bạn có cuốn hút hay không. Nếu nó cuốn hút thì sẽ được đề xuất và nhiều người xem hơn. Còn một điều mà mình hay quan sát khi phát triển nhiều kênh thì đó là YouTube thường đề xuất ở video thứ 3 và thứ 5. Cụ thể là thường thì sau khi mình up 5 video đầu tiên lên kênh, mình thấy video thứ 3 thường được đề xuất mạnh và có tỷ lệ xem nhiều nhất. Khi YouTube đề xuất, ví dụ cho 1.000 người đầu tiên, nó sẽ đánh giá xem người xem phản ứng thế nào với video. Nếu người xem bấm vào nhiều, đồng thời xem hết video thì chứng tỏ video đó hay và sẽ đề xuất lên 10.000 người. Nếu vẫn có nhiều người xem sẽ đề xuất mạnh hơn và video phát triển. Dựa vào kinh nghiệm này, mình thường chọn những video hay nhất để up vào thứ 3, thứ 5. Như vậy sẽ được hiệu ứng tích cực và đề xuất mạnh. Tuy nhiên, đây chỉ là kinh nghiệm mà mình quan sát được, còn đúng hay không thì mình không khẳng định 100%.
Tóm lại, muốn phát triển kênh YouTube, các bạn phải có tiêu đề, thumbnail, mô tả và thể tác thống nhất với nhau, tập trung vào chủ đề chứ đừng lan man, cũng đừng cố ý đánh lừa YouTube. Và quan trọng là nội dung hay thì sẽ được đề xuất và phát triển, chẳng cần phải đi spam ở kênh khác làm gì. Chúc các bạn sớm thành công. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.